Xin chào tất cả mọi người đến kênh Cuộc Sống Quanh Ta Vlog của Bình Tuyền. Hiện tại tôi đang có mặt tại khu đô thị Eco Green Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và đây là toàn bộ quang cảnh của khu đô thị mọi người nhé. Và vị trí tôi đang đứng ở đây là nó là có sân chơi trẻ em. Đấy, có một bà đứng ngồi tập thể dục rất vô cùng nhịp nhàng. Đấy, quang cảnh của sân chơi rất vô cùng tuyệt vời. Đấy. Và tiếp xa giáp với cái sân chơi này nó là tòa C1 và C2 nhé. Nếu ai có điều kiện có thể là vào đây tập thể dục cũng được. Đấy, có cái bà này, bà tập rất vô cùng hăng say và chuyên nghiệp. Đấy. Và hiện tại bây giờ là rơi vào 5 giờ chiều nhé, thời tiết rất vô cùng mát mẻ. Mọi người đi bộ cũng tương đối đông. Đấy, có bác cũng đứng ngân dạo trong. Sảnh của tòa CT3 mọi người nhé. Đây là sảnh tòa CT3 này là có cái siêu thị Tôm Buôn Mát. Và hôm nay rơi vào cuối tuần nên siêu thị nghỉ. Đấy. Còn đây toàn bộ quang cảnh của tòa CT3. Eco Green này thì có một cái bốt bảo vệ nhé. Đây là cái bốt bảo vệ đi lối vào tòa CT3. Và bốt bảo vệ này nó tiếp giáp với chùa phố Nguyễn Xiển luôn nhé. Vị trí tôi đang đứng đây là sảnh chính của tòa nhà Eco Green mọi người nhé. Đấy, có một bà đang đi ra đây, đây là sảnh chính của tòa nhà. Và cái sảnh chính này nó tiếp giáp với phố Nguyễn Xiển luôn nhé. Đấy, ngoài này là cái phố Nguyễn Xiển. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhé.